xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái hoa cúc như thế này. Mình sẽ làm cái phần nhụy hoa, cánh hoa và cái đài hoa. Chuẩn bị giúp mình kẽm. Và mình dùng kim móc 2.5mm. Nhụy hoa này thì các bạn sẽ làm giống như là cái quả bom bom á, là mình sẽ vòng lên qua tay như thế này giúp mình khoảng 15-16 vòng. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Và các bạn dùng giúp mình một cái sợi kẽm để chúng ta luồn qua. Các bạn xoắn giúp mình cái kẽm lại để kẽm nó giữ chặt được cái nhụy len này. Sau đó cắt giúp mình cái phần ở giữa đi. Và chúng ta sẽ tỉa bớt cái phần nhụy này. Đây các bạn sẽ tỉa tròn giúp mình. Các bạn cứ bóp dẹp cái hoa này tất cả các hướng mà chúng ta tỉa. Các bạn cứ tỉa xung quanh giúp mình như vậy cho tới khi nào mà các bạn thấy là cái nhụy hoa này nó vừa đủ rồi thì chúng ta ngưng. Phần đài hoa ở dưới này các bạn sẽ móc giúp mình vòng tròn ma thuật. Ở đây móc giúp mình 5 mũi đơn giúp mình. 1 2 3
4 5 bạn rút len này lại giúp mình. Sau đó ở 5 chân len thì các bạn sẽ móc giúp mình mỗi chân len là 2 mũi nửa cáp giúp mình. Ở đây mình sẽ dùng mũi dời nối vào. Móc lên 1 bính, 2 bính. Cùng chân len sẽ là một mũi nửa cáp. Như vậy mình sẽ có ở đây là 2 mũi nửa cáp, tính luôn cái 2 bính này. Chân len kế tiếp 2 mũi nửa cáp. 1 2 Tiếp theo chân len thứ 3. 1 2 Chân len thứ 4. 1 2 Và chân len thứ 5 chúng ta cũng móc 2 mũi nửa cáp như thế này. Sau đó dùng mũi dời nối vào giúp mình. Lên một bỉnh và cắt len đi. Như vậy mình sẽ có một cái đài hoa như thế này, một cái nhụy hoa. Sau đó mình sẽ móc cái phần cánh này. Các bạn sẽ móc giúp mình cái hoa cúc như thế này, thì các bạn có thể chọn màu trắng hoặc màu vàng, chúng ta móc xen kẽ với nhau cũng được. Móc giúp mình một vòng tròn ma thuật ở đây gồm 10 mũi đơn. Một bính. 1 2 3 4 dùng mũi dời nối vào giúp mình. Sau đó móc lên 6 bính. 1 2 6 bính. Chân len thứ 3 tính từ mũi len trên kim. Các bạn sẽ móc lần lượt xỏ cái len qua kim giúp mình. Trượt tiếp xuống mũi thứ 2, 3, 4, 5 và trượt xuống luôn cả mũi đơn ở dưới này giúp mình. 6, sau đó sẽ lấy lần lượt qua 2, 1,
2 3 4 và ở chân len đây cuối cùng chúng ta sẽ lấy qua 3 cái sợi len này, 5. Sau đó các bạn sẽ quay lại cái bánh thứ 3 ở đây, 1 2 3. Quay lại cái bánh thứ 3 này, chúng ta sẽ móc lại mũi trượt tiếp giúp mình. 1 2 3 4 và mũi trượt vào cái chân mũi đơn phía dưới, như vậy tổng sẽ là 5 mũi trượt ở đây. Xong cái cánh thứ nhất, các bạn sẽ móc giúp mình một mũi trượt qua chân len kế bên. Chúng ta thực hiện cái cánh thứ hai tương tự như cánh thứ nhất này. 1 6 bính, bính thứ 3. 1 6 mũi trượt. Tiếp tục chúng ta sẽ lên 5 lần. 1 2 3 4. Khi còn 3 sợi lên trên kim, chúng ta sẽ qua 5. Quay lại cái bính thứ 3 ở đây, chúng ta sẽ trượt tiếp giúp mình là 1 2 3 4 và mũi thứ 5 ở chân đơn phía dưới này. Xong cánh thứ 2, các bạn lặp lại như vậy giúp mình cho đủ 10 cánh. Ở đây mình đã móc tới cánh thứ 10. Cánh thứ 10 các bạn cũng dùng mũi dời nối vào, móc lên thêm một bính để giữ len giúp mình.
và cắt lan đi. Giấu cái phần lan thừa này và những cái lan phía dưới. Ở đây các bạn thấy khi mà mình móc xong á thì cái cánh hoa nó sẽ không có được thẳng. Các bạn xử lý một chút xíu cánh hoa này là các bạn sẽ hơ trên lửa giúp mình. Hoặc là các bạn lấy cái nhiệt nóng á, các bạn ủi nó ra để cố định cánh hoa là nó sẽ thẳng như thế này. Sau khi các bạn hơ xong lửa thì cánh nó sẽ thẳng như thế này. Các bạn xỏ cái nhụy vào ở giữa giúp mình. Tiếp tục chúng ta sẽ xỏ qua cái đài hoa này. Dùng cái keo này chúng ta sẽ quấn quanh thân cây. Vậy là chúng ta sẽ xong một cái hoa cúc như thế này. Các bạn có thể làm nhiều hoa cúc để chúng ta cắm vào bình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công.